Đi con, đừng đứng quá, đừng dập đi đi. Bây giờ mình sẽ đi vô làm. Làm chính rồi nè. Đừng bỏ rồi nè, mai cắt nữa. Các bạn thấy chưa? Đồng lúa vàng sắp chín rồi nè các bạn ơi. Nói kìa. Các bạn thấy trái thanh long chín nào đẹp không các bạn? Giỏi. À trời, em mình đấy nha các bạn. Trời. Quay cho các bạn coi trái thanh long nha. Đây. Các bạn chờ. Bây giờ mình sẽ đi lại tuốt xuống dưới nha các bạn. Đây. Ảm ảnh mây đen quá các bạn ơi, sao mưa chết rồi. Đó thanh long nè. Các bạn có thấy vườn thanh long chưa? Chờ bên đây coi. Rất là nhiều luôn. Nhiều chín trái nào cái đấy, chín đỏ ruột hết rồi. Đỏ hết rồi. Quay xuống ông nội nữa thôi, tìm bèn cái ra rồi. Đấy các bạn có thấy không? Ông nội mình nè. Các bạn có thấy không? Cậu có quầy đâu. Bây giờ mình sẽ đi dạy trước trong rồi nè. Đây là giặt cỏ của người ta nè. Qua giặt cỏ người ta chơi luôn. Quang cỏ đó thấy chưa? Lòng. Lòng màu là mát mát màu là. Thấy chưa? Nắng quá chá nha các bạn. Nắng quá mình quay không có được cho nó chá đó. Mùi nắng này là quất rồi quay chiều nắng. Nắng chói quá nó chá nha các bạn. Thấy chưa? Mà nắng chói chá rồi. À, bây giờ mình sẽ đếm một người này có bao nhiêu trái thanh long nha các bạn. Trái, 3 trái, 4 trái, 5 trái, 6 trái, 7 trái, 9 trái, 7 trái, 9 trái, 10 trái, 1 trái, 12 trái. Đếm không kỳ vậy các bạn, 7 trái mà tới 9 trái gì? Hả? 7 trái mà tới 9 trái gì? Được không? Được em đếm chưa? 2 3 4 5 thôi không đếm luôn, đếm lộn xộn quá, phải niệm phải rơi từng tay mới được. Mình mới chụp lên tấm hình đó. Bây giờ sẽ xuống nữa. Ở đâu rồi? Để các bạn coi thấy chưa? Hai đám thanh long lại nha bạn. Trời, chạy theo đám thanh long mới được. Rồi nào nó chạy hết rồi. Đó các bạn chưa? Bên nữa nè. Hai bên. Đó các bạn thấy chưa? Hai bên đó. Để coi coi. Thấy cái nào?
Các bạn thấy không? Hai bên thanh long. Bây giờ mình họ là quay trở lại cần sao dột dép luôn, phải mang dép vô lại nữa. Các bạn có thấy chưa? Em mà nắm em đi trước hết mà. Cái long này cực đại luôn. Rồi đứng không? Cái đẳng cấp luôn á. Để cấp chứ các bạn. Đấy, cái lông này mới đại nè, đỏ đỏ, ghê chưa? Nó mập địch. Mập địch các bạn. Ây dạ. Nó bự trò tổ chứ mà mập địch gì? Nó bự vậy các bạn. Nó bự mà rất trò. Cái gì vậy? Ngủ hả? Nó rất là mỏi chân. Nó bị gì vậy? Ngủ hả? Đó rồi, có thấy trò. Coi em hơi quay nghi nè các bạn. Nó rơi nè. Em quay không thấy hả? Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Lắc đầu là gì vậy cô đương? Bóng tối quá. Cái đó bự á. Đấy, các bạn coi chú bà mà chưa? Quay luôn. Quay luôn. Dưới đầu chị vậy? Cái này nữa nè. Đỏ đỏ. Đỏ hả? Chứ nó không bự bằng. Hơi bự thôi. Đấy, trở thành làm đỏ nè. À, các bạn có thấy không, cây đậu bắp. Còn đây là dừa dưa gan. Trời ơi, má con chó chết này. Để các bạn thấy chưa, cái dưa gan này. Đó. Dưa gan này không bằng gốc dưa gan của mình nữa. Ôi ơi các bạn ơi, trái dưa chín rồi. Ừ, vậy thấy được á. Thì có cái hư rồi. Cái này gì hư rồi các bạn. Các bạn thấy chưa, hư luôn rồi. Ôi, có trái dưa gan trên bờ nữa nè bạn. Đó, các bạn có thấy chưa, vàng chín rồi. Nó vàng như vậy là nó chín rồi nha các bạn. Cái trái này nữa nè. Nó cũng rất là to nha. Cái này nó cũng nhiều quá nha các bạn. Đó, thấy chưa. Đó là coi thanh long có nội nguyên ngay vậy các bạn. Các bạn có thấy chưa, thanh long là vườn hết đây. Kìa, có trái nữa kìa. Đưa đây con cầm quay cho. Đấy, các bạn có thấy chưa? Chưa. Các bạn ơi, các bạn có thấy video này hay, nhớ cho mình một like, một share và nhớ đăng ký ủng hộ kênh Quản Lý NT nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn là ở video tiếp theo. Bye bye.